Thưa quý vị, 4 trên tổng số 5 tiết mục của chúng tôi đã được trình diễn. Và ngay bây giờ, phần quà cuối cùng ngày hôm nay và cũng là món quà đến từ team số 5. Team số 5 đang ở đâu? Rất đông, có 3 người thôi. Sao cái mấy đội này là vừa rồi nhóm nặng giơ tay như thế nào nhỉ? Chết rồi. À, quý vị thân mến, bây giờ sẽ là phần trình diễn của nhóm số 5 với tên gọi là 5 anh em siêu nhân. Hãy cùng chào một tay thật lớn để chào đón 5 anh em siêu nhân. Một lần nữa xin mời cổ động viên hai cánh chúng ta dàn sang hai bên để ban giám khảo làm việc.
vời. Đó là phần trình diễn của nam nghệ sĩ nhân. Xin mời ở nguyên sân khấu, đúng không ạ? Vâng ạ. Ôi ơi, lại là chị Thúy à? Chị team nào em hỏi thật, chị là chị team nào đấy? Team vàng đây là team cam nhà người ta mà. Rồi. À, cho em hỏi là biên đạo chính của tiết mục này là ai? Ai biên đạo chính ạ? Biên đạo chính đâu? Chị Thanh à? Chị Thanh ơi, tiết mục này mình biên đạo tập luyện trong khoảng bao lâu ạ? Đây cụ sang bên này, cụ đứng bên này. Đứng cẩn thận nhé, không người ngã, sẩy thai. Nào, biên đạo trong bao lâu ạ? Hai ngày ạ. Hai ngày. Thật không? Vâng. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nhìn thấy điêu lắm. Thưa quý vị, phần biên đạo của tiết mục này cực kỳ đặc biệt và họ đã mang đến một cái bầu không khí cực kỳ là rõ nét cho những ngày xuân rồi. Ban giám khảo của chúng tôi đang làm việc một cách cật lực và một lần nữa xin được cảm ơn phần tiết mục và cũng là tiết mục cuối cùng dự thi ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn cho nam anh em siêu nhân. Đặc biệt là cái phần lúc mà show lúc opening ấy, thấy ô siêu nhân nào cũng mang bầu là thế nào nhỉ? Năm siêu nhân mang bầu. Wow. Siêu nhân mang bầu. Siêu nhân mang bầu đâu ạ? Em thấy là hình như là chị ạ, mỗi một năm em thấy là bệnh viện mình đẻ thêm một vài nhân sự nữa. Và bây giờ là cơ số nhân sự. Quá tuyệt vời. Cảm ơn tiết mục trình diễn của nam anh em siêu nhân. Và chúng tôi xin được bật mí quý vị là giải thưởng ngày hôm nay chúng ta có tổng cộng là 4 giải thưởng. Và giải nhỏ nhất của chúng ta là giải tư. Cũng có trị giá. Anh Thắng làm gì đấy? Quý vị thông cảm ạ. Giải tư của chúng ta là giải nhỏ nhất cũng có trị giá lên đến 20 triệu đồng. Sau khi trừ VAT còn có 2 triệu ra. Cảm ơn phần trình diễn của nam em siêu nhân rất nhiều. Mời các bạn chúng ta quay trở về để chúng ta cùng đến với một phần tiếp theo. Đội cổ động giữ nguyên vị trí ạ. Nó trở về đâu? Về mâm đi. Nào ơi, nào về mâm. Nào ơi, cho về mâm đi. Quyết định nóng là nóng. Quyết định ra là nóng. Vì hôm nay quá khó để quyết định xem là đội nào là đội xuất sắc hay là đội nào là đội nhất. Thế nên là thưa ủy quyền của tổng giám đốc là thì giám đốc điều hành hôm nay sẽ tuyên bố là tăng giải để tăng tính cạnh tranh. Tăng giải không nhá. Ban tập khảo vẫn có quyền lựa chọn các bộ, nhưng mà cái giá trị giải thưởng ấy nó sẽ gấp đôi giá trị công bố. Vì vậy là bây giờ là mua giải á, cơ chế mua giải, mua tấm khảo. Rồi xin cảm ơn MC là cướp diễn đàn nên là trả lại MC. Cảm ơn chị Thúy ạ. Anh Mena cho em một kiểu hình để với chị Thúy để em ghi vào hóa đơn thanh toán cả. Cảm ơn chị Thúy ạ. Vâng, cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Con cái nhà ai nên mẹ nên mang về đi này. Nhiệt tình thế các con. Vâng ạ, quá tuyệt vời thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ trao một giải thưởng dành cho cổ động viên nào xuất sắc nhất và nhiệt tình nhất vào cuối chương trình ngày hôm nay.